Là một bác sĩ chuyên gia da liễu thì trong thời gian điều trị vừa qua cho khách hàng thì tôi đã sử dụng chỉ Ultravelip. Nhờ những tính năng ưu việt và hiệu quả mang lại, Ultravelip đã trở thành dòng chỉ thẩm mỹ được nhiều bác sĩ tin tưởng và sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Always the hands-on training and we train the doctors to use well with the threads. Because no matter what kind of thread, without good training, it's difficult to use. Nhằm mục đích tạo cơ hội học hỏi và tăng kỹ năng sử dụng thành thạo chỉ Ultravelip, giáo sư Quan Han Chin thường xuyên tổ chức các buổi chuyển giao công nghệ và đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bác sĩ chuyên gia. Sau cái khóa học này thì mình cảm thấy rất là nể và cũng rất là phục Dr. Quan, bởi vì không hiểu vì sao mà ông có thể nghĩ ra rất là nhiều cái loại chỉ và thao tác đơn giản mà lại tạo lên một cái hiệu quả rất là tốt trên khách hàng như vậy. Cũng như là rất là thích cái cách dạy rất là tận tâm và cầm tay chỉ việc của ông cho từng bác sĩ. Every time, every month, we upgrade the thread and we have a new product, new technique all the time.